chào anh em nhé, chào mừng em trở lại với cái channel của tôi, lại là tôi gọi là xỉu đây anh em ơi. Hi, chào mừng em trở lại với cái channel của mình anh em ạ. Sau gọi là một ngày làm việc về mệt mỏi thì anh em phải vào cầu để kiếm thêm tí đỉnh tí tiếng không ạ. Đây thì hôm nay anh em nhé, đấy, về nhà rồi thì phải làm vài quả cầu để mà chốt lại đây cho anh em xem. Đấy, xem cho anh em xem cách tôi mà kiếm tiền thu nhập 10 đến 15 củ mỗi ngày như thế nào. Đây thì vào nhỉ cho anh em 4 tầm 20 củ đây, và mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em cách để mà vào cầu chốt lại từ 10 đến 15 củ mỗi ngày mong nhá. 420 củ như này thì mình sẽ đưa ra cái mục tiêu ngay từ đầu chốt cái lại an toàn từ 10 đến 15 củ thôi mong ạ, không cần nhiều, chốt cái lại an toàn sau 4 thôi. Hai anh em xem thử là cái lại mình an toàn không anh em nhá. Xem tôi chốt lại như nào đây, rồi mới vào thì cầu hơi khoai tí anh em ạ. Đây, còn mấy giây mở bát thì khả năng cao cái này đầu kèo đầu tiên ở đây mình sẽ bỏ cầu không đánh anh em nhá. Đây, về tài 11 một tay à. Đây, cầu tài 11 thì xác suất về xỉu cao rồi, khả năng cao cái sau bể xỉu thôi. Mẹo đầu tiên thì anh em biết thì tài 11 mình chia sẻ rất nhiều lần đúng không? Tài 11 xác suất về xỉu cao, và xỉu 10 thì xác suất nó sẽ bị tài cao. Cái này thì đang là tài 11 rồi, mình vẫn là xỉu đây. Đó là xỉu cho em cái đầu tiên là 5 củ đi. 5 củ xỉu ở đây, cầu này thì là cầu 3-1-2-1-1 à. Cầu này bể tài không hay là bể xỉu đây, áp dụng công thức xíu của một số cầu và cầu bằng đỏ anh em nhá. Này tổng nút là 11 cộng 3 thì là 14, số chẵn về chính là con xỉu này. 7 cộng 18 chẵn tiếp này vẫn về xỉu này. 6 cộng 2 chẵn tiếp thì khả năng cái này vẫn con xỉu tiếp anh em ạ. Nếu mà đánh theo công thức xíu của một ấy, cái này vẫn con xỉu tiếp mà rủi ro cái này hơi khoai, đánh về xỉu thì hơi khoai. Thôi, đánh theo công thức luôn anh em nhá, xem từ công thức hôm nay có chuẩn không. Rồi thì nhẹ nhàng hai tay đầu tiên mình vào cho nên mỗi tay 5 củ này thôi. Đấy. Anh em mình có tí kinh nghiệm, có tí kiến thức vào cầu nó khác biệt ngay. Và những anh em mà đánh gọi là theo cầu cảm giác hay là theo cầu kiểu may mắn thì nó sẽ khác biệt không nhá. Anh em xem tôi cách tôi theo cầu vào cầu chốt lại nó có uy tín như nào không không ạ? Đấy, nàng cho anh em cây xỉu chút đi. Ai chuẩn xỉu một tay cho anh em bú 5 củ này anh em nhá. Cái này bú xỉu nữa thì tuyệt vời anh em, hai tay thôi. Ok, ai thông hai tay cho anh em luôn. Đấy anh em thấy không? Có tí kiến thức, tí kinh nghiệm vào cầu nó khác biệt và hơn là những anh em mà vào cầu kiểu cảm giác hên xui không nhá. Anh em gọi là phát biểu cảm giác cảm nghĩ tôi tí, xem thử nó có khác biệt gì không không ạ. Rồi tiếp tục vào cầu xem ở đây hơi mờ thì hơi bị chói nắng anh em nhỉ. Rồi anh em cố xem anh em nhé, cầu này đang là cầu 321 xỉu 10 à. Xỉu 10 thì xác suất về lại tài cũng cao anh em, khả năng cao cái này đánh về tài rất là đẹp anh em nhỉ. Đấy, đánh hai tay chốt được nhìn nhận cái lãi rồi. Cầu bằng đỏ đang theo công thức, khả năng cao đánh theo công thức cầu bằng đỏ luôn em nhé. Hồi nãy mình đang đánh về số chẵn về xỉu anh em ạ. Chẵn về xỉu ở đây thì nó đang là 6 với 2 là 8, số chẵn về xỉu. Cái này là 7 cộng 2, 9 số lẻ thôi, số lẻ rồi à, lẻ rồi đánh về tài thôi. Đánh lại nhẹ cái này hai củ này, cái này đánh cầu 321, kết thúc là xỉu đánh lại tài cho nên cái hai này. Rồi, khi mà ăn to hai tay 5 rồi thì những mấy cái tay sâu mình đánh nhẹ nhẹ lại tí anh em ạ. Hoặc anh em có thể hiểu là cầu đẹp thì đánh tiền to mà cầu xấu thì đánh tiền nhỏ thôi. Rồi bề tài thành công cho anh em nhé, ngay con tài 11 luôn không ạ. Xem cái này cái tài không này, cái tài nó tuyệt vời anh em, 5-4 xa 5, ok, chuẩn 4 tay anh em nhé, chuẩn thông 4 tay cho anh em, chưa gãy tay nào luôn. Đấy nó gọi là đẳng cấp ở đây không ạ, đẳng cấp đây chứ đâu, đúng không anh em, chuẩn tiếp cho anh em một cái tài đây rồi. Tuyệt vời ông mặt trời ngay không nhá. Đấy, cứ như này mình chốt lại rầm rầm thôi. Đây, tiếp tục xoay cầu anh em, cầu này thì khả năng cao về cầu 2112, đánh về cho anh em cái xỉu hai củ này, hai củ xỉu này. Cầu dưới này thì mình vẫn đang đánh theo công thức đúng không? Vẫn xoay công thức để mà đánh đúng không nhá. Công thức thì cây trước đang là số lẻ, về cho mình là con tài. Cái này 11 cộng 2 vẫn số lẻ tiếp thì đánh về tài thôi. Tài tiếp cho anh em cây 2 rồi. Cây dưới đang đánh theo công thức xíu vào một thông hai tay, vẫn chưa gãy thì mình vẫn áp dụng công thức vào để mà đánh. Đấy. Cây trên thì bắt về cầu 2112 thôi anh em. Vào cầu chốt lại sao cho nó uy tín ở đây. Anh em có bất kỳ gì gọi là có thắc mắc gì đấy thì anh em có thể comment phía dưới cái video này. Ok anh em ạ. Vào nhẹ nhẹ vài tay chốt lại anh em uy tín săn chín ngay luôn. Đấy anh em xem tôi vào cầu nó chuẩn chỉnh không anh em nhá. Rồi ok, gãy xíu một tay rồi. Đấy cái này gãy công thức anh em ạ. Công thức vào tay 3 lại gãy nhà bú được hai tay, gãy là một tay cũng không xi nhê gì mấy. 63 sao 1 không anh em? 63 sao 2 gãy hai tay. Khôi đấy anh em ạ, khôi đấy. 20 củ lên 29 củ 300k ở đây à. Rồi khả năng cao thì chắc là khó rồi, cậu bắt đầu về khó rồi anh em ạ. Cậu bắt đầu về khó cho anh em mình rồi, đánh cẩn thận lại tí anh em nhé. Đây ở đây tài 11 khả năng cao, cái cầu bằng xanh này đánh cho anh em về cầu 22 luôn, 212 luôn nhỉ. Đánh cho anh em về cái 3 đi, 3 củ xỉu ở đây, đánh về cầu 212 ở đây mong nhá. Đây đánh lại một tay thôi anh em ạ. Đánh lại một tay xỉu nhẹ cho anh em ở đây nhá, xem thử là cầu có vẻ trúng xỉu không anh em ơi.
chút xíu thì mình cùng nhau vào cầu, cùng nhau chốt lại luôn không ạ? Xíu nhẹ xíu xích cái đấy cho anh em một tay ba cũ nào xem được cái chủ cầu không. Vào cầu chủng thì mình cùng nhau chốt lại băm băm tí không ạ? Ai cầu bằng đỏ này về tài tiếp này, cây này bằng xanh thì đánh về thì mình cầu 212 và đang kết thúc là con tài 11 thì xác suất. Bơi xỉu cũng cao nên là đánh cho nên một cây xỉu ba củ thôi. Đấy là cái lý do để anh em mình vào cầu có kiến thức kinh nghiệm vào cầu là khác biệt anh em ạ. Số 52 xa 2 xỉu 9 anh em nhá. Rồi bố trọn cho nên mình cây ba củ đây và 20 củ lên cho nên mình là 32 củ chốt lại thành công cho anh em. Đấy thì mình chỉ cần như thế này thôi, mỗi ngày vào cầu tầm 6 đến 7 phút là kiếm được cái lãi tầm 12 củ mỗi ngày. Đấy, cái lãi an toàn cho anh em, mình chia nhiều đợt đánh nhá, không phải đánh một lần lên luôn mong ạ. Chia nhiều đợt, mỗi đợt thì chốt lại tầm 10 đến 15 củ thôi, trong khoảng đấy mình sẽ kết thúc video. Ok anh em, thì kênh mình chuyên gọi là chia sẻ những cái cách chơi cầu tài xỉu TDDC, phương pháp vào cầu xôi cầu bắt cầu chuẩn tại cái cổng game TDDC được đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân cho tất cả các anh em tham khảo. Rồi thì chúc anh em mình chơi game TDDC thắng lớn nhá. Còn bây giờ thì anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp anh em vào những video lần sau. Bye anh em nhá.